đặc biệt của chúng tôi. Được xây dựng theo mô hình nông nghiệp kỹ thuật cao Nhật Bản, với tổng diện tích lên tới 5 hectare, xứ Tiên An mang đến một không gian học tập và trải nghiệm trồng và thu hoạch có 102 ngay tại Sài Gòn, chính thức mở cửa nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022. Tất cả các loại cây ăn trái tại xứ Tiên An như nho hồng nhật, nho kẹo bông tháp, bú sữa hoàng kim, ổi sinh nhật, sư vỉ, ớt Asicharabita, cherry Brazil đều được trồng trong nhà màng theo hướng hữu cơ an toàn, mang đến các sản phẩm công nghiệp và nước sạch. Nhân vật được loại đàn ông làm thử nghiệm tại suối Tiên Tiên có hình dáng như nước tay, trái nho được bao phủ bởi lớp màu xanh chuyển đỏ hồng trông cực kỳ đẹp mắt, do có hạt bông trong vị ngọt thanh nhẹ, không gắt, thơm đặc trưng. Trong quả nho có chứa nhiều vitamin C và vitamin D dồi dào giúp cho tiêu hóa, ngăn ngừa các bệnh mãn tính và chống đông máu. Nho kẹo đơn phát là loại nho cho trái chín màu đen, có vị chua chua, ngọt ngọt, nên và đặc biệt rất thơm mùi kẹo nên mới có tên là nho kẹo. Hiện đang trồng thử nghiệm tại xứ Tiên Phan. Sương Mỹ là loại trái cây được ưa thích. Cây sương Mỹ còn được gọi là vãng Mỹ, là cây thuộc họ dâu tằm có nguồn gốc từ Tây Á nhưng được trồng nhiều ở khu vực Nam Mỹ. Khi chúng có màu tím nhạt, bên trên chứa nhiều mật ong, lá thì mềm dai, có thể ăn sống hoặc sấy khô. Hiện giống cây này đã bắt đầu được trồng thử nghiệm tại xứ Tiên Thành. Ổi sinh nhật. Cây ổi sinh nhật là loại giống đặc biệt bởi hình dáng nhỏ nhắn và màu sắc đặc biệt. Khi chưa chín có màu xanh và chuyển sang màu đỏ hoặc trắng. Khi chín nhìn vô cùng đẹp mắt, trái nhỏ, ruột đỏ, có vị ngọt chát. Hiện giống cây này đã bắt đầu được trồng thử nghiệm tại xứ Tiên Thành. Vú sữa hoàng kim. Vú sữa hoàng kim là giống vú sữa vàng, có nguồn gốc từ đài Loan với những nổi bật là chỉ có duy nhất một hạt ở mỗi quả. Giống vú sữa này khác với các loại vú sữa thông thường là có màu vàng, đỏ mỏng, xanh bóng, có vị thơm ngon đặc trưng, thịt đầy. Hiện giống cây này đã bắt đầu được trồng thử nghiệm tại xứ Tiên Phan. Cherry Brazil, lần đầu tiên được trồng thử nghiệm tại xứ Tiên Phan. Giống cherry Brazil dự đoán sẽ mang tới những quả cherry có giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe. Quả cherry thường mọc thành phần trùng, khi còn non quả có màu xanh lá cây, dần sau quả có màu đỏ tươi hoặc đỏ nâu. Khi chín quả có màu đen đen hoặc nhìn cùi. Bên mặt quả nhạt nâu, trên đầu mỗi quả mỗi chữ viên có bốn lá màu vàng nhỏ. Ớt Asicharabita cùng với hoa đậu tây, ớt Asicharabita được xem là một trong những loại gia vị đắt giá nhất trên thế giới. Dầu chứa hàm lượng cao chất canxi nên ớt Asicharabita có tác dụng lớn trong việc tăng cường hóa mỡ trắng sang mỡ nâu, giúp giảm hóa lượng đường trong máu và làm giảm đái tháo đường, giảm cân hiệu quả. Chất đáp sai sen còn có tác dụng diệt vi trùng, có khả năng giúp chết tế bào ung thư tiền liệt tuyến, ung thư dạ dày, ung thư phổi và ung thư vú. Ngoài ra, ăn ớt Asicharabita còn làm giảm sơ vữa động mạch, giúp máu lưu thông tốt, từ đó ngăn ngừa bệnh tăng huyết áp và nhồi máu cơ tim. Các nhà khoa học còn cho rằng loại ớt siêu đắt này khi sử dụng sẽ đánh thức các hệ thần kinh trung ương, làm giãn nở các mao mạch, giúp ích cơ thể đặc tế định hiện thăng hoa, giảm bầy mệt mỏi và stress. Ngoài ra, hàm lượng vitamin A, vitamin B1, vitamin B2 và vitamin C của ớt Asicharabita cực cao, nhờ đó vô cùng tốt cho sức khỏe. Sáng mắt, đẹp da gấp vòng trăm lần so với trái cây thường nên nói được.